hướng dẫn du lịch miền Tây tự túc chi tiết nhất từ Bắc Trung Nam. Nếu nhắc đến miền Tây hay đi du lịch miền Tây thì du khách nghĩ ngay tới câu nói miền Tây sông nước. Nhưng thực sự câu nói đó chỉ đúng một nửa, bạn chưa hề có đầy đủ kinh nghiệm đi du lịch miền Tây chuẩn chỉnh. Nếu nghĩ tôi nói sai về du lịch miền Tây thì hãy đọc hết bài viết này và để lại bình luận bên dưới nha. Miền Tây ở đâu? Miền Tây là cách gần gọn để nhắc tới miền Tây Nam Bộ. Nhưng chính xác nhất thì đây là khu vực nằm ở cực Nam của Tổ quốc. Việc nhắc đến nhiều danh từ miền Tây là do khu vực này nằm ở miền Tây của Gia Định, Sài Gòn, ngày nay. Miền Tây là một khu vực rộng lớn bao trùm toàn bộ khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vô số hòn đảo nhỏ ngoài biển khơi. Miền Tây bao gồm những tỉnh nào? Khi tìm hiểu về miền Tây, thường thì các bạn hay nghe tới Tam Kỳ Lục Tỉnh hay là những chương trình khám phá 9 tỉnh miền Tây. Tuy nhiên, đó chỉ là những chương trình, những kế hoạch hay những chuyến đi mà thôi. Thực tế, miền Tây gồm 13 tỉnh thành. Nói chung hơn là gồm 12 tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Tiền Giang, Sóc Trăng, Long An, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long và một thành phố trực thuộc Trung ương, đó là Cần Thơ. Miền Tây có gì? Như đã nói ngay ở đầu bài viết này, miền Tây sông nước là không miêu tả hết thực sự những gì mà miền Tây có. Miền Tây còn có những hòn đảo nhỏ cực kỳ hấp dẫn du khách: đảo Phú Quốc, quần đảo Hải Tặc, quần đảo Nam Du. Cùng với đó, với lịch sử hình thành hàng ngàn năm, ngoài những nét truyền thống văn hóa Việt thì chúng ta vẫn hay tìm thấy ở nơi khác miền Tây. Còn có nét văn hóa người Hoa, người Ba Tàu Trung Quốc sang làm ăn tại đây thời nhà Thanh. Nét văn hóa Champa, người dân tộc Khmer hay chính là Campuchia hiện nay. Chính vì vậy, ngoài những nguồn tài nguyên do thiên nhiên đem lại, thủy hải sản, lâm sản, thì miền Tây có rất nhiều chùa chiền, di tích cũng như những nét văn hóa truyền thống mà không tìm thấy ở bất kể nơi nào khác trên đất nước Việt Nam. Cách đi đến miền Tây. Sài Gòn đi miền Tây thế nào? Nếu bạn ở Sài Gòn hay các tỉnh lân cận, Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước thì quá dễ rồi, có hàng trăm chuyến xe từ Sài Gòn đi về các tỉnh miền Tây trải dài từ 3 giờ sáng đến 12 giờ đêm cho các bạn lựa chọn. Bạn dễ dàng mua vé đi miền Tây ở bến xe miền Tây tại Sài Gòn. Đi miền Tây từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Thực sự quãng đường bộ khoảng 2.000 km sẽ không dễ dàng nếu các bạn muốn đi xe hoặc đi tàu bởi quá mất thời gian. Tuy nhiên, các bạn có thể bắt những chuyến bay từ Hà Nội đi Sài Gòn, Hà Nội đi Cần Thơ, Hà Nội đi Phú Quốc, rồi đi khám phá miền Tây. Theo tôi thấy, hầu hết các sân bay khu vực miền Bắc và miền Trung đều có chuyến bay đến sân bay Phú Quốc, sân bay Cần Thơ, sân bay Sài Gòn. Việc di chuyển đến miền Tây quá dễ đúng không nào? Nên đi miền Tây vào thời gian nào? Thời tiết miền Tây là khí hậu nhiệt đới, khí hậu chia hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ nóng ẩm quanh năm nên rất thích hợp cho các bạn du lịch vào các thời điểm từ tháng 1 tới tháng 5, tháng 9 đến tháng 12. Còn khoảng thời gian tháng 7, tháng 8 thì vào mùa mưa, thời tiết có hay thất thường. Tuy nhiên, tháng 7 và tháng 8, giá dịch vụ và máy bay khá rẻ. Nếu bạn có kinh phí hạn hẹp thì hoàn toàn có thể xem xét. Nên đi miền Tây tự túc hay đi tour? Như các bạn đã biết thì miền Tây khá là rộng và nhiều điểm tham quan. Cho nên để xét việc đi miền Tây tự túc hay tour miền Tây thì do yêu cầu và sở thích của bạn. Nhưng theo ý kiến chủ quan của tôi, nếu bạn là một người làm văn phòng, thời gian hạn hẹp hoặc chỉ muốn đi du lịch tham quan theo hành trình, có hướng dẫn viên lo cho bạn thì nên đi theo tour. Còn nếu bạn là đoàn thể, công ty thì việc đi tour luôn là sự lựa chọn số 1 để tránh phát sinh không mong muốn. Nếu bạn thực sự muốn trải nghiệm khám phá hết vẻ đẹp của miền Tây thì tớ khuyên các bạn nên có một chuyến đi tự túc, dành nhiều thời gian hơn, trải nghiệm nhiều hơn để biết được những thú vị của miền Tây. Mặc gì khi đi miền Tây? Nhiệt độ miền Tây tương đối dễ chịu nên cũng không mang quá nhiều đồ ấm như đi Sapa hay Đà Lạt. Chỉ cần mang theo quần áo bình thường, áo khoác để tránh nắng. Địa hình miền Tây nhiều sông nước nên tốt hơn thì bạn nên mang đồ có vải màu, dễ giặt. Lưu ý không nên mặc những bộ đồ có màu trắng, có thể bị bẩn và khó giặt. Nếu bạn thích thì có thể chọn những bộ quần áo truyền thống của khu vực miền Tây như áo bà ba, khăn quàng cổ. Giày dép nên chọn những loại dễ đi, giày đế mềm, dép quai hậu. Đặc biệt không nên đi giày cao gót vì đi ghe thuyền và qua những cây cầu sẽ rất khó khăn. Mang theo những loại thuốc chống côn trùng như muỗi, rết. Vì khu vực sông nước thì thường có rất nhiều loại động vật này. Có thể chuẩn bị thêm đèn pin, gậy chống và võng để có thể đi lại và nghỉ ngơi thoải mái hơn. Hạn chế đi lại vào ban đêm. Các món ăn đặc sản miền Tây. Ngoài các địa điểm du lịch miền Tây đẹp thì miền Tây còn nổi tiếng là một nơi có nền ẩm thực vô cùng độc đáo và phong phú.
Chính vì vậy, việc thưởng thức những món ăn ngon ở miền Tây cũng là một nhiệm vụ không thể nào bỏ qua đối với bất cứ một phượt thủ hay khách du lịch nào. Các món ăn ở miền Tây Nam Bộ luôn đem đến cho ta những trải nghiệm khác nhau. Các món ăn đặc sản miền Tây nhất định bạn phải thử như sau. Bún cá. Đối với khu vực sông nước như miền Tây thì bún cá là một món ăn khá phổ biến. Ở mỗi tỉnh thành khác nhau thì sẽ có những phương pháp chế biến khác nhau. Bạn có thể thử mùi vị của bún cá Châu Đốc, bún cá Kiên Giang, bún cá Sóc Trăng. Cá lóc nướng chui. Món cá lóc nướng chui, kinh nghiệm đi du lịch miền Tây. Món cá lóc nướng chui cũng là một món ăn đặc sản miền Tây mà nhất định khi đi du lịch miền Tây bạn phải thử nha. Cháo cá lóc. Nhiều người biết đến đây là loại cá có độc, có thể gây ngộ độc, nhưng với người dân ở đây thì việc chế biến nó đã trở thành quá quen thuộc. Những bát cháo cá lóc bùi bùi, vị thơm, ngọt của cá lóc là những hương vị làm bạn sẽ nhớ mãi về vùng đất miền Tây này. Lẩu mắm. Lẩu mắm là món ăn đã có ở Cần Thơ từ rất lâu đời và được khen là món ăn ngon nhất nhì ở miền Tây sông nước mà du khách không thể bỏ qua. Nguyên liệu chính được làm từ mắm sặc hay mắm cá linh ở xứ Châu Đốc, An Giang. Nước lẩu được nấu từ mắm với nước dừa hoặc nước hầm xương heo. Bạn có thể thưởng thức thêm các loại lẩu khác như lẩu cua đồng, lẩu cá linh bông điên điển. Bánh xèo, bánh pía, bánh canh, hủ tiết là những món ăn dân dã rất hấp dẫn khách du lịch. Bạn có thể thưởng thức tại những cửa hàng ăn bình dân, những quán ăn vỉa hè hay ở bất cứ một nhà người miền Tây nào. Tương tự là cơm tấm phá lấu thì quá phổ biến luôn nhé. Các điểm tham quan ở miền Tây. Để tìm hiểu hết các điểm tham quan ở miền Tây thì không thể nào nói hết được trong một hai bài viết hay trang giấy. Sau đây thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn những địa điểm chính theo từng địa phương, từng tỉnh nha. Các điểm tham quan ở Cần Thơ. Trải nghiệm một ngày ở Cần Thơ, thành phố lớn nhất, hoa lệ nhất của miền Tây, nơi quy tụ khá nhiều những địa danh du lịch nổi tiếng cho du khách đến tham quan và trải nghiệm. Chẳng hạn như khu chợ nổi Cái Răng và Phong Điền, khu du lịch vườn cò Bằng Lăng, khu du lịch sinh thái Mỹ Khánh, bến Ninh Kiều, khá hấp dẫn và đầy mới lạ, đáng để du khách đến tham quan, du lịch tận hưởng những ngày hè lý tưởng của mình tại đây đấy. Chợ nổi Cái Răng, đây có lẽ là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất của miền Tây, bất cứ khách du lịch nào cũng nên ghé thăm một lần. Chợ nổi là nét văn hóa đặc trưng của người miền sông nước, với những bè, thuyền, hoa quả ngút tầm mắt. Ở đây bạn có thể mua được nhiều loại hoa quả, trái cây với giá rất rẻ. Bến Ninh Kiều, trung tâm của thành phố Cần Thơ với hàng loạt địa điểm vui chơi mua sắm, mỗi tội tại đây có những chiếc thuyền đưa du khách đi ngắm cảnh dòng sông Hậu. Nhà cổ Bình Thủy, khu du lịch Mỹ Khánh cũng là các điểm tham quan nổi bật ở Cần Thơ mà bạn nên ghé thăm. Các điểm tham quan ở Sóc Trăng. Ở đây nổi tiếng là chùa, thích hợp cho bạn nào thích chùa. Rất nhiều view để chụp những tấm ảnh đẹp, còn có thể viếng những ngôi chùa rất thiêng. Chùa Wat Som Rong. Bà con Sóc Trăng quen gọi là chùa Som Rong. Cái nắng miền Tây trải khắp sân chùa nhưng vừa tạo ra cảm giác dung dị bình yên, khiến mọi người thấy an tâm nơi cửa Phật. Mà nếu mấy bạn không chịu được nắng miền Tây thì nên đem theo dù, ô, nón, áo để che chắn kỹ nha, chứ mình quen đưa mặt ngoài nắng rồi. Chùa Rơi nằm ở phường 3, thành phố Sóc Trăng, là ngôi chùa duy nhất thờ Phật Thích Ca, còn về Rơi ở chùa. Do khách tới ngày càng đông, không chịu được ồn ào nên Rơi vơi đi rất nhiều. Ở đây còn có sự tích heo năm móng mà người ở Sóc Trăng rất sợ loài heo này. Thank you.
Chùa La Hán, nơi đây được mệnh danh là lâu đài cổ tích ở miền Tây. Phải vào con hẻm nhỏ băng qua xóm Cầu Đen, nói chung kiếm đường đi cũng khó, tụi mình tưởng đi lạc vào nhà dân rồi. Đường này xe du lịch không vào được đâu, mà quẹo hồi cũng tới. Chùa to lắm, tựa như lâu đài thực sự, có nhiều cảnh, tại bọn mình loay hoay mãi. Với người đi viếng đông nghẹt nên chụp được một ít cảnh chút xíu à. Một phần nửa là chùa đang xây lại, đập phá đi toàn bộ, chỉ còn lại một phần nhỏ, với tòa thành thôi à. Chùa Ông Bổn, hay còn gọi là chùa A Côn, hay Hòa An Hội Quán, là một ngôi chùa cổ có tuổi đời trên 130 năm, tọa lạc tại số 9 đường Nguyễn Văn Trỗi, khóm 1, phường 1, thành phố Sóc Trăng. Đây là một di tích văn hóa, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc độc đáo của cộng đồng người Hoa ở Sóc Trăng. Trên đường tới chùa, Som Rong sẽ đi ngang qua chùa Khơ Leng. Cứ cách 5-6 km là có một ngôi chùa đó, nhiều chùa lắm nên mấy bạn lên xe Google tìm chọn ngôi chùa nào mình thật sự thích đi nha. Ngoài ra còn có chùa Chén Kiểu, chùa Phật Học. Các điểm tham quan ở Kiên Giang. Hòn Sơn. Đảo Hoang Sơn ít người biết đến ở miền Tây. Vùng biển tỉnh Kiên Giang miền Tây có rất nhiều đảo, nhưng nổi tiếng hầu như ai cũng biết, đó là Phú Quốc và Nam Du. Tuy nhiên lần này mình sẽ khám phá và review Hòn Sơn. Hòn Sơn hay còn gọi là Hòn Sơn Rái, thuộc xã Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang. Từ cảng Rạch Giá đi tàu cao tốc theo hướng Tây khoảng 60 km, tàu chạy khoảng 1 tiếng 30 phút là cập cảng. Quần đảo Hải Tặc. Đảo Hải Tặc ở Kiên Giang là tên của một quần đảo gồm 12 hòn đảo mà lớn nhất là đảo Hòn Tre, Hòn Đốc, nằm ở xã Tiên Hải, huyện Hà Tiên. Nơi đây cách bờ biển Hà Tiên gần 28 km và đảo Phú Quốc 40 km. Đến đây bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm thiên nhiên hoang dã, chưa có người khai phá và tìm hiểu một hệ thống sinh thái đa dạng tuyệt vời. Các điểm tham quan ở Bạc Liêu. Chùa Go Sitaram, hay còn gọi là chùa Cù Lao, thuộc ấp Cù Lao, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, cách trung tâm thành phố Bạc Liêu 6 km. Chùa của người Khmer có chánh điện lớn nhất Việt Nam. Sư chủ trì ở đây đã 84-85 tuổi rồi mà sư rất minh mẫn, phải nói là có thần thái khí chất luôn. Gặp hai đứa là cứ hỏi tụi con ở đâu xuống, làm nghề gì, người yêu hay là vợ chồng. Sư còn rất khỏe đi hỏi từng người viếng chùa ý chứ, nói cho mình nghe từng chỗ để làm gì, mấy chú tiểu học ở đâu và chỉ cho chỗ tham quan nữa. Chùa đầu năm 2019 là khánh thành rồi, tụi con xuống tham quan lần nữa đi. Sư nói qua câu này nên nhất định có về Bạc Liêu, tụi mình sẽ ghé nơi này một lần nữa, nhất định. Cánh đồng điện gió. Đây là địa điểm thí nghiệm về năng lượng điện gió ở Việt Nam. Có lẽ vì nó là điểm đầu tiên có cái cánh quạt điện gió nên nhìn nó ảo tung chảo luôn cả nhà nhé. Đến đây chụp về thì cứ ngỡ như đang ở trời Tây. Nhà công tử Bạc Liêu, tọa lạc tại số 13 Điện Biên Phủ, phường 3, thành phố Bạc Liêu, với thiết kế theo phong cách Pháp và vật liệu chuyển từ Pháp sang. Đây được xem là ngôi chùa bề thế nhất Nam Kỳ lục tỉnh đầu thế kỷ 20, gắn liền với nhiều giai thoại vô cùng nổi tiếng. Bạc Liêu còn có Mẹ Nam Hải, chùa Diêm Cám mà khi đi du lịch Bạc Liêu bạn nhất định phải ghé thăm nha. Các điểm tham quan ở An Giang. Ai cũng bảo miền Tây toàn ghe xuồng, đồng ruộng, có gì đâu mà chơi. Không nha, An Giang có nhiều là đằng khác. Chợ Châu Đốc với thiên đường của các loại mắm và nhất định phải ăn sáng món bún cá Di Lệ nha, trải nghiệm đi xe lôi nữa, chỉ duy nhất ở Châu Đốc mới có thôi đấy. Viếng miếu bà Chúa Xứ và ngắm toàn cảnh An Giang trên đỉnh núi Sam lộng gió. Tham quan làng Tram Đa Phước, làng Tram Châu Giang với nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Giang ở tận miền Tây xa xôi với những đứa bé dân tộc Tram hồn nhiên trong veo như vậy, và dân họ cũng chả tiếp xúc nhiều với smartphone đâu nên họ có nhiều thời gian để trò chuyện và hoạt động cùng nhau, hay lắm.
Cảnh bọn trẻ thì bắn bi, những người lớn thì đá cầu, có bà mẹ điệu em bé cắm cúi hái rổ rau sau vườn, sao mà bình yên quá. Rừng tràm trà sư vô vàn loài chim quý hiếm còn sót lại, tiếc là bọn mình không đến đúng mùa nước nổi nên chưa có nhiều bèo. Tri tôn, ăn gà đất Ô Thum, tham quan chùa Tà Pạ, đậm nét văn hóa của người Khmer và hồ Tà Pạ, từng được ví như tuyệt tình cốc của miền Tây, cũng không quên check in cây thốt nốt trái tim huyền thoại nha. Long An có gì? Là một tỉnh liền kề với thành phố Hồ Chí Minh nên cũng khá gần cho du khách đến tham quan và du lịch. Đến với Long An, có một khu du lịch khá được du khách yêu thích, tìm đến, đó là khu du lịch sinh thái Đồng Tháp 10. Đây là một khu du lịch sinh thái khá nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, yên tĩnh mà thiên nhiên, đất trời mang lại cho nơi này, rất đáng để đến tham quan, du lịch một lần đấy. Du lịch Bến Tre có gì? Bến Tre là một vùng đất khá nổi tiếng của miền Tây, là xứ sở của những hàng dừa xanh mát. Khu du lịch sinh thái Long Lân, Quy Phụng chắc chắn là điểm đến hàng đầu của miền đất Bến Tre này. Các điểm tham quan ở Cà Mau. Mảnh đất mũi Cà Mau chính là điểm đến cuối cùng của chuyến khám phá miền Tây. Đến Cà Mau tham quan du lịch, du khách sẽ được chiêm ngưỡng nét đẹp của vùng đất mũi, nơi tận cùng của Tổ quốc ta, cũng như tham quan một số địa điểm du lịch hấp dẫn khác và thưởng thức vô vàn những món ăn ngon nhất, hấp dẫn nhất mà nơi này mang lại. Chẳng hạn như ba khía Cà Mau, cá tai tượng chiên, cá lóc nướng và món lẩu mắm miền Tây thơm ngon, hấp dẫn nhất. Hy vọng với những kinh nghiệm du lịch miền Tây tự túc mà blog du lịch đã chia sẻ với các bạn sẽ giúp chuyến đi khám phá vùng đất đồng bằng sông Cửu Long trù phú này nha. Đừng quên chia sẻ những kỷ niệm tuyệt vời nhất của mình bạn nhé. Đến đây thì video của mình cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì nhớ nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video du lịch mới nhất của bọn mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.